Ngọc Ngân xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân. Thì hôm nay Ngọc Ngân sẽ cập nhật cái giá cây cũng như kích thước cây cho quý cô chú anh chị. Thì cái cây Ngọc Ngân cầm trên tay đây thì quý cô chú anh chị chắc hẳn là đoán được cây gì rồi phải không ạ? Thì cái lên này là chính là cây mận hoàng yến đó quý cô chú anh chị. Cây mận hoàng yến này thì được nhân giống bằng cái cách là chiết cành. Thì hiện tại mận hoàng yến thì mình có hai cái ba cái cách nhân giống. Một là ghép, hai là chiết cành, ba là chui cành. Thì cái cây của mình là một trong ba loại nhân giống, đó chính là cái loại chiết cành. Thì cây này đang được trồng ở trong chậu C7 á quý cô chú anh chị. Thì cái cây của mình á, thì chiều cao cây tính từ miệng chậu đi lên á, thì nó cao tầm khoảng 30 cm. Và cái thân nó thì nó cỡ điếu thuốc lá trở lên. Thì cây này thì sẽ có giá là 120.000 đồng một cây. Ba cây là Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Và đặc biệt là khi mua hàng ở bên cửa hàng Ngọc Ngân á, thì quý cô chú anh chị không có nhất thiết phải lấy combo là ba cây mận hoàng yến, mà quý cô chú anh chị có thể lấy một cây mận hoàng yến với bất kỳ những cái loại nào trong danh sách cây của nhà Ngọc Ngân, đó chính là mai ghép hơn 60 loại, rồi mai con, rồi các loại bông trang giống từ lá nhỏ, lá trung cho đến lá lớn thì hơn 60 loại khác nhau. Thì bên cạnh đó Ngọc Ngân cũng cung cấp những dòng cây ăn trái và những cái dòng cây có giá trị kinh tế cao trong và ngoài nước, và đặc biệt là các loại tùng, từ tùng vạn niên, từ tùng kim cương cho tùng phượng hoàng cho đến cái tùng huyết phi, thì tùng ruby nữa. Thì ngoài các loại tùng thì Ngọc Ngân cũng chuyên cung cấp những sưu tầm những cái dòng cây đột biến có lá cẩm thạch để giới thiệu cho quý cô chú anh chị. Do đó là quý cô chú anh chị có thể là chọn mỗi loại một cây, chứ không có nhất thiết là mình phải lấy một cái combo là ba cây mận hoàng yến. Do đó là khi mua hàng ở bên cửa hàng Ngọc Ngân thì quý cô chú anh chị sẽ được một cái đặc quyền rất là ưu đãi luôn. Ngọc Ngân xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của Ngọc Ngân, đã bấm đăng ký kênh, đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với Ngọc Ngân. Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe. Thì cây mận hoàng yến này thì có một những cái ứng dụng đó, quý cô chú anh chị. Thì cái trái mận hoàng yến này thì nó rất là sai trái, nó dễ ra trái, cái trái nó nhỏ nhỏ thì những bé nhỏ nó rất là thích. Cái vị của trái thì nó có vị ngọt ngọt chua chua. Những cái dòng nào giống như Ngọc Ngân có chia sẻ là những cái dòng nào mà nó có vị chua chua thì nó sẽ có rất là nhiều vitamin rất tốt và cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Thì ở nhà mình thì mình trồng, mình không có phân thuốc, thì để khi mà mình ăn những cái trái này thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe hơn, đảm bảo sức khỏe hơn cho chúng ta. Thì cái cây này thì mình chiết cành xuống thì được 2 tháng rồi. Cây của mình thì rễ nó đã lấp lé ra, gần ra khỏi bầu rồi á quý cô chú anh chị. Thì cây mận này thì mình có thể dùng để ăn tươi nè, rồi mình đặc biệt là mình làm mứt thì rất là ngon. Hoặc là quý cô chú anh chị nào mà mình thích canh chua thì mình có thể nấu canh chua mận với ngò gai. Thì đây là một cái món rất là đặc biệt luôn. Thì Ngọc Ngân rất là thích món mận nấu canh chua, bỏ thêm ít ớt rồi ngò gai nữa thì ăn rất là ngon luôn. Và làm mứt cũng cực kỳ ngon luôn. Cái trái nó nhỏ nhỏ, một cái miếng mứt vậy là một trái mận, và cái màu của nó đỏ tự nhiên luôn. Nó không có giống như chùm ruột. Chùm ruột thì cái trái khi sống nó màu xanh, khi làm mứt thì mình phải bỏ thêm một cái ít màu đỏ cho nó đỏ tươi. Còn mận hoàng yến là cái màu tự nhiên luôn, cái màu đỏ tự nhiên của cái trái luôn. Nó rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu thì mua hoàng yến thì có hai cách. Cách thứ nhất là cho địa chỉ rồi Ngọc Ngân sẽ gửi. Cách thứ hai là trực tiếp đến địa chỉ nhà của Ngọc Ngân ở ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cái trái mận hoàng yến á, nó như cái nấm đồng tiền vậy đó. Nó sẽ xẹt như thế này. Cái này là cái trái non, nó chưa có chín nha quý cô chú anh chị, chứ không phải nó bé tí tẹo teo như thế này. Thì cái cây giống Ngọc Ngân giao cho quý cô chú anh chị thì nó sẽ không có trái, thì nó sẽ có dạng như ở bên đây. Tại vì giống như lâu lâu thì có một chùm trái để Ngọc Ngân giới thiệu với quý cô chú anh chị. Tại vì cái cây này mà cái nhánh nhỏ mà mình để trái thì cây nó sẽ bị yếu, nó sẽ chậm lớn. Còn khi mà đem về quý cô chú anh chị có thể trồng đất hoặc là hai chậu, mình trồng tầm khoảng 6 tháng trở lên là cây nó sẽ bắt đầu ra hoa và đậu trái. Tuy nhiên là Ngọc Ngân khuyên quý cô chú anh chị là không có nên để nhiều quá nhiều trái trên cùng một cây. Tại vì cây mình nó sẽ bị mất sức, thì cây mình tầm khoảng 1 năm cho đến 1 năm rưỡi khi cây nó đã phát triển rất là to rồi thì mình có thể để trái đậu tự nhiên luôn. Mình không phải bị lãi bỏ nữa. Và một lần nữa Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và nụ cười luôn nở trên môi nhé.